Theo chia sẻ của một số giáo viên ở Hà Nội, áp lực luôn đè nặng họ, cả khi được hay không được chọn đi thi. Không được chọn thì không có cơ hội thay đổi, nhưng được chọn thì càng lo. Bởi việc chấm giáo viên giỏi không chỉ qua tiết học, mà giáo viên còn phải hoàn thành bài thi trắc nghiệm, tự luận. Do đó, khi tham gia hội thi, giáo viên cũng phải ôn luyện và bị kiểm tra bài cũ như học sinh trước các tổ chuyên môn. Còn về phía học sinh, cuộc thi này cũng không khác gì ác mộng khi các em phải ôn đi ôn lại, tập cách trả lời như cái máy. Tiến sĩ Phạm Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng cần phải thay đổi cách thi hiện nay. Thực sự cái người giáo viên được gì không? Không được. Học sinh được gì cũng không được. Tóm lại là ai hiệu trưởng được, tức là được danh giá nhà trường nội là được kia. Mới đây, tại hội thảo áp lực giáo viên, chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng nhận định các cuộc thi, hội thi dạy giỏi đang gây áp lực lớn lên giáo viên. Nhiều cuộc thi mang tính hình thức, thi đua dạy tốt, học tốt là việc cần có trong mỗi nhà trường, nhưng phải tốt thật, thiết thực, chứ không phải gây áp lực theo hướng xấu. Đây sẽ là vấn đề mà Bộ sẽ tập trung để sửa đổi, tháo gỡ trong năm 2019. Thi giáo viên giỏi cũng phải thực chất. Và Bộ cũng đang chỉ đạo năm vừa rồi cắt rất nhiều các cái cuộc thi. Và tới đây phải tăng cường các địa phương, các sở cũng phải chỉ đạo. Không chỉ tạo áp lực cho giáo viên và học sinh, mà theo các chuyên gia giáo dục, việc thi giáo viên giỏi đi kèm với lựa chọn, xếp loại, xét thi đua, cơ hội thăng tiến như hiện nay đã tạo ra đội thắng và đội thua trong chính đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Điều này đã khiến cho sự gắn kết, hợp tác giữa các giáo viên bị giảm đi. Trong khi đó, đây lại là nền tảng quan trọng để tạo ra hiệu quả giáo dục. Từ những bất cập đó, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên bỏ cuộc thi này, đặc biệt trong bối cảnh ngành giáo dục đã và đang thực hiện phong trào nói không với bệnh thành tích. Thay vào đó, cũng cần thay đổi cách đánh giá, thay từ việc giáo viên tự thể hiện năng lực bằng cách đánh giá thông qua sự tiến bộ của học sinh. Bởi học sinh chính là sản phẩm cuối cùng của giáo dục.